Trong cái tình huống mà bạn hỏi ở đây á, thì những trường hợp mà người dân trong dân gian mình, từ người già, người lớn tuổi đến trẻ em đều có thể bị nhiễm HPHB. Nó là tên của một con vi khuẩn, tên là Helicobacter pylori. Thì cái vi khuẩn này người ta được phát hiện ở trong dạ dày của người khỏe mạnh bình thường. Thì với cái như vậy và chúng ta nó thấy thủ phạm gây ra viêm dạ dày. Và người ta cho rằng là những cái HP nhiễm này á, thì cũng có thể là gây ra nguy cơ cao ở những trường hợp mà ung thư biểu mô tuyến của dạ dày, hoặc là một cái bệnh nữa là bệnh u lympho của dạ dày. Thế thì với như vậy thì hiện nay các cái phương pháp mà trong thực tế lâm sàng ở bệnh viện ca hay Việt Nam, chúng ta đều có thể là gì, đều có thể test bằng các cái hơi thở, bằng cái soi của dạ dày, chúng ta có thể xác định được cái xoắn khuẩn này có hay không. Và với cái thuốc kháng sinh, các đơn thuốc các bác sĩ nội soi đều có thể sử dụng và quen thuộc và chữa và cái tỷ lệ khỏi rất là cao. Tuy nhiên chúng ta cũng không phòng ngừa, không tránh khỏi, cũng có đây khi là gì, nó kháng thuốc chúng ta phải sử dụng thuốc khác, hoặc là nó sẽ tái phát một thời điểm nào đó chúng ta sẽ điều trị trở lại. Còn khi nhiễm HP này có thể gây ung thư hay không, thì gây ung thư dạ dày ngày nay á, thì chúng ta thấy là gì, có rất nhiều các yếu tố nguy cơ, bao gồm cả những vấn đề về viêm nhiễm loét mãn tính, rồi liên quan đến yếu tố gia đình, yếu tố về gen di truyền, rồi là một số cái bệnh lý khác lành tính như bệnh polyp lành tính. Thế thì nhiễm HP nó chỉ là một yếu tố mà tăng nguy cơ, chứ không phải là ai nhiễm HP mà cũng tạo ra bệnh ung thư, bị ung thư dạ dày. Nên điều này thì theo lời khuyên của tôi, bạn nên điều trị một cái triệt để về HP và cũng đi khám thường xuyên tùy theo mức độ nguy cơ. Ví dụ chúng ta có thể soi dạ dày cứ một năm một lần, hoặc là chúng ta thấy có triệu chứng, cũng như là trong gia đình chúng ta có những người bị ung thư dạ dày hay không, có nguy cơ cao hay không, chứ đừng băn khoăn là cứ nhiễm HP thì sau này bị ung thư. Và tất nhiên là chúng ta cũng không nên chủ quan là chúng ta không điều trị gì với căn bệnh này.